chị thứ bảy. Thứ bảy. Chị đây chị thứ bảy. Từ đông nay anh tám của em, từ đông nay. Vậy vậy chắc là anh Tư giới thiệu đi anh Tư ha. Anh Tư giới thiệu những người trong gia đình cho cộng đồng biết chút xíu coi. Dạ dạ. Đây là chị thứ bảy. Còn đây chị thứ tư. Còn đây đây là chị thứ chín. Đây 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 anh chị tám. Còn đây đó đó với bà sau này là chị, anh thứ năm. Dạ. Thứ năm. Còn cái này là anh thứ sáu. Dạ. Còn cái này là thứ chín thứ mười. Còn đây là chị năm bạn gì với mấy đứa này. Rồi, còn chị, đây chị tư này. Rồi vậy chị Sang đứng ở giữa đi thì vợ chồng chị Sang đứng ở giữa mình chụp tấm hình coi. Dạ. Rồi mình đứng bên đây đi. Dạ, đứng bên đây đi. Còn đây là chị tư này là em của anh. Dạ. Đây cũng đến dự luôn. Dạ. Rồi. Rồi vậy trước tiên là chúng ta dành tràng vỗ tay cho ngày đoàn tụ hôm nay đi ha. Dạ. Rồi vậy chúc mừng anh chị nha. Chúc mừng anh chị. Thôi đừng khóc nữa, huyết áp lên á. Khóc hoài huyết áp lên á. Dạ, anh Tư đứng đứng dưới đây em giới thiệu chút xíu coi. Dạ. Dạ, anh Tư chị đây là chị Tư đó hả? Dạ. Rồi. Dạ. Rồi để tôi bị xin giới thiệu thêm một chút. Dạ, vậy ha. Vô danh chứ chơi. Dạ. Dạ. Thưa cả gia đình thân mến cũng như là các cô chú anh chị trên cộng đồng, hôm nay là ngày mùng 6 Tết thì theo như đúng cái lịch trình thì hôm nay là đoàn sự đoàn tụ gia đình của vợ chồng chị Sang. Thì Tuấn Vị cũng xin giới thiệu thêm là để mà có được cái ngày hôm nay thì anh Tư đây là cái người hết sức là nỗ lực. Anh Tư đây là người phát hiện ra cái sự việc năm xưa để cùng báo đến cho Tuấn Vị. Rất là cảm ơn anh Tư, chị Tư đã thường xem chương trình của em nha. Có thường xem mới biết. Con ngày con đêm. Mấy năm rồi, mấy hôm năm luôn. Mấy năm coi đêm luôn. Ngủ rồi á. Dạ. Ngủ rồi quá rồi thôi á. Thôi anh coi suốt. Dạ. Anh coi mới biết chứ thôi nhà chị em đâu có đứa nào mà dạ, không coi thì không biết chị ha. Dạ. Thôi chị đừng khóc nữa lên huyết áp à. Rồi vậy chị có đôi lời đến với gia đình mình cũng như là cô chú anh chị trên cộng đồng ha, chị đừng khóc nữa ha, thì huyết áp lên á, có sách theo em cái máy huyết áp nữa. Là em cảm ơn chú Tuấn Vĩ và cộng đồng mạng thời gian qua đã ủng hộ dàn giá cho em tìm được cha mẹ mà mẹ đã mất rồi. Còn anh với chị không, ngày hôm nay em rất là mừng. Em không có mừng bằng cái gì mà mừng ngày tụ họp đoàn tụ với chị em. Thôi bớt bớt xúc động chị. Năm mới khóc hoài không tốt. Từ lúc nay em quá là khổ, nay em gặp được chị em của em rồi. Em rất là mừng. Sau nữa em cảm ơn cộng đồng mạng thời gian qua chúc phúc cho em. Nên tự tìm được cha mẹ. Rồi chúng ta dành tràng vỗ tay đi. Đừng khóc nữa. Rồi cái này là ông xã tặng bà xã đó hả? Tặng cho chú. Ồ tặng cho Tuấn Vĩ hả? Ôi tặng cho bà xã chứ sao tặng cho em? Vậy ông tặng rồi, hôm qua tặng rồi. À hôm qua tặng rồi. Ồ tặng cho em đó hả? Trời ơi, không biết nói làm sao luôn. Hôm qua tặng rồi. Rồi vậy thì tặng cho em với nội dung gì chị nói cái coi. Nói cho em biết cái coi. Nội dung là thời gian qua chú cực khổ. Chú cũng đăng lên. Chú đi tìm cho tôi được tìm anh em. Nay tôi rất là cảm ơn. Tặng cho chú bó bông để dành kỷ niệm. Không biết nói gì hơn. Để dành kỷ niệm. Thưa cô chú anh chị trên cộng đồng thân mến, coi như là Tuấn Vị đại diện và Tuấn Vị là cái người gọi là nhịp cầu nối thôi. Còn được cái sự thành công hôm nay đó thì là nó nhờ vào cái nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là được cái sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Thì hôm nay coi như Tuấn Vị đại diện cho cộng đồng của Tuấn Vị xin được nhận cái tấm bó hoa này. Bên cạnh đó thì như Tuấn Vị nói hồi nãy đó là như vợ chồng của anh Tư, chị Tư đây là cũng gọi là góp phần không nhỏ. Thì cái câu chuyện cá nhân, câu chuyện của chị Sang đây là nhờ vào cái sự phát hiện của anh Tư đây nên là đã báo lên cho chương trình, là gọi là câu chuyện này thật sự mà nói là chỉ có người trong gia đình mình biết thôi, người trong nhà biết thôi chứ còn cộng đồng thì cũng hơi gọi là những người hàng xóm thì cũng hơi khó biết, vì ở cái chỗ là lúc đó là chị mới được có 2 ngày tuổi thì đâu có nắm được. Nhưng mà nhờ anh Tư đây là cái người nắm rõ câu chuyện này. Cảm ơn Tư ha. Dạ.
Rồi vậy chắc là gia đình mình hãy cùng đi vào nhà để gia đình chờ ha. Có ai muốn phát biểu không? Dạ. Có gia đình mình có ai phát biểu không? Mình sẵn phát biểu luôn cũng được. Dạ anh Tư phát biểu phải không? Dạ. Dạ rồi anh Tư dạ. Dạ. Ủa tốt quá hả? Ở vô nhà. À vô nhà hả? Dạ xin mời. Dạ. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng vào nhà nha. Vào sáng giờ té hoài luôn á. Để cùng nãy té làm trò cù chuyện luôn á. Cũng như là nãy té làm cù luôn á. Rồi chào gia đình mình hết nha. Được. Vô đây nè uống nước. Dạ. 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 Sao sáng giờ té hoài vậy? À chị sao vào thắp nhang đi chị. Té hoài hả? Dạ. Sách vở rồi. Sáng giờ té hoài hả kỳ vậy? Má đây là con là 51 năm nay. Con nay con về đây con tìm được biết má là con gặp anh và chị má phù hộ cho con. Từ lâu nay con tưởng đâu má còn sống, má không đi tìm con. Bây giờ má mất rồi. Bây giờ má về lại má chứng minh cho con. Này con về con đốt nhang cho má. Má phù hộ cho anh chị. Nhà con mạnh giỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa bác gái, nay là ngày mùng 6 Tết. Con xin giới thiệu, con là Tuấn Vĩ. Hôm nay con cùng vợ chồng anh Sang cùng về đây để đoàn tụ bên gia đình của chị Sang. Và xin báo cáo với dì, thì nay con có dì đã tìm được về với nguồn cội. Xin dì phù hộ cho những người con, những người cháu có gì được luôn mạnh khỏe, bình an và nhiều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Hôm trước cái này thì đăng lên cái clip của Tuấn Vĩ thì cũng nhờ Tuấn Vĩ với nhà cộng đồng mạng và gia đình có hứa là hậu tạ cho cái người mà giới thiệu với báo tin. Dạ. Nhưng mà cái người giới thiệu báo tin hôm nay là người trong nhà là anh Tư đây. Dạ. Là anh từ cháu anh không có nhận cái số tiền đó. Dạ. Thì hôm nay thì cũng có 30 anh gửi cho Tuấn Vĩ, gửi cho cái quỹ để cho giúp lại cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn chút. Dạ. Dạ. Bây giờ thế này anh chị, là như anh chị cũng biết đó, là cái chương trình của em thì không có lấy phí trước và sau. Và cũng không có một cái nhu cầu nào về cái việc mà về tiền bạc cả. Còn cái này đó thì nếu ví dụ, đây em ví dụ nè, là như trước mắt anh Tư thì là cái lời là cái người báo tin, mà theo như lời của anh nói thì anh Tư không có nhận cái tiền này. Thì gọi là nếu mà khó khăn, nếu khó khăn thì cứ giữ lại. Còn cái này là cái 30 là gia đình muốn gửi vô cái quỹ của Tuấn Vĩ. Dạ. Để cho Tuấn Vĩ có đi giúp lại cái, cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Dạ. Thì từ trước giờ thấy Tuấn Vĩ cũng có giúp những cái hoàn cảnh như vậy. Dạ. Dạ. Thì gia đình cũng muốn đóng góp cho cái quỹ đó. Dạ. Thôi vậy em cảm ơn. Dạ. Vậy em xin nhận ha. Thưa cô chú anh chị thân mến, thì hôm nay là anh Tư là người trong gia đình, vì vậy cho nên anh Tư không có nhận cái số tiền này. Và như Tuấn Vĩ cũng nêu trên á, là chương trình thì không có một cái yêu cầu nào cả. Vì vậy cho nên là cái này là anh chị có cái tấm lòng muốn ủng hộ cho những cái trường hợp khó khăn hơn. Vì vậy cho nên là muốn gửi vào cái quỹ thì thôi Tuấn Vĩ xin nhận. Nếu anh đã nói vậy thì Tuấn Vĩ xin nhận anh ha. Dạ. Rồi ok anh, rồi em xin nhận. Dạ. Rồi vậy mời gia đình mình ra phía ngoài ha. Dạ. Dạ. Kính thưa cô chú và các anh chị thân mến, lời đầu tiên Tuấn Vĩ xin chúc sức khỏe tới cô chú anh chị và gia đình thân yêu với lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay là ngày mùng 6 Tết, năm Giáp Thìn
Tuấn Vy rất là vui khi có mặt tại Bến Tre để ghi nhận buổi đoàn tụ gia đình của chị Sang. Giờ đây Tuấn Vy xin mời vợ chồng chị Sang đứng lên đây để cùng Tuấn Vy xin giới thiệu đến cộng đồng. Mời chị Sang nha, mời chị Sang lên đây để cô chú anh chị chúng ta được biết. Mời anh Sơn. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày hết sức là trọng đại nha. Chị Sang đứng bên đây ạ. Mời anh Sơn ha. Rồi mời anh Tư luôn. Mời anh Tư qua đây để Tuấn Vy cũng xin giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta cũng được biết. Rồi giờ đây chúng ta dành một tràng vỗ tay cho ba anh chị là người đại diện chương trình ạ. Thì hôm nay đó thì chúng ta cũng biết chị Sang đây là may mắn đã tìm được gia đình sau 51 năm. Và đây là anh Sơn, ông xã của chị Sang. Còn đây là anh Tư, là anh rể của vợ chồng chị Sang. Và khi cập nhật câu chuyện của chị Sang lên thì anh Tư đây là người thường theo dõi chương trình. Vì vậy cho nên là anh Tư đã phát hiện ra câu chuyện để có được ngày đoàn tụ hôm nay. Trong những ngày chờ đợi kết quả ADN thì đã được bên khoa học kỹ thuật giám định về ADN là mối quan hệ của chị Sang và gia đình đây là cùng huyết thống. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho ngày đoàn tụ hôm nay ạ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và giờ đây đó thì chị Sang có đôi lời phát biểu trước cộng đồng cũng như là tới cô chú anh chị. Hôm nay thì cũng có một số người đại diện trong gia đình cũng muốn có đôi lời tâm sự đến cho cộng đồng. Và giờ đây chúng ta hãy nghe qua lời phát biểu của chị Sang. Trước hết là tôi cảm ơn chú Tấn Vĩ thời gian qua đã lên mạng cho tôi được tìm mẹ, nhưng mà mẹ là đã mất rồi. Bây giờ là được tìm anh với chị. Sau nữa là tôi cảm ơn cộng đồng mạng thời gian qua cúc cúc cho tôi, gian giá cho tôi đường được tìm được mẹ và anh chị. Nay tôi được tìm được anh chị, tôi rất là cảm ơn cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Tôi chúc rất là cảm ơn. Sau nữa là năm cũ qua năm mới, chúc trong nước và ngoài nước và anh chị mằng ăn phát tài giàu sang. Xin hết, rất là cảm ơn. Cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tình của chị Sang. Hôm nay thì trong gia đình cũng có những người đại diện để cùng có đôi lời phát biểu cũng như là sau 50 năm đã nhận lại được người em. Thì giờ đây xin mời anh là người đại diện trong gia đình có đôi lời tới cộng đồng cũng như là có đôi lời trước bà con cô bác. Và trước tiên là em muốn hỏi tên của anh ha? Anh tên Bùi Văn Bé. Anh Bé, dạ. Rồi anh Bé cầm micro và giới thiệu rõ hơn về trong cái mối quan hệ gia đình anh Bé ha. Dạ, mời anh Bé. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho anh Bé nha. Kính thưa ông, bà, cô, bác, anh chị em, quý khách có mặt trong cái buổi họp mặt đoàn tụ của gia đình hôm nay. Thì qua lời của anh Tấn Vĩ thì tôi cũng xin tôi tự giới thiệu. Tôi tên Bùi Văn Bé, tên đầy đủ là Bùi Văn Bé nhưng mà tên thường gọi là Bé Bùi. Thì cái mối quan hệ của gia đình thì tôi cũng sơ lược như thế này. Thì ông ngoại, bà ngoại bên bà xã tôi á, là chỉ sinh ra có hai người con, là cái bà thứ hai và dì thứ ba, là mẹ của em Sang mà nãy giờ chúng ta đang nói đây. Thì tôi là cũng như là anh rể, nhưng mà anh rể của người dì thứ hai. Thì kính thưa ông bà cô bác, thì hôm nay nói gì đứng về mặt gia đình thì tôi cũng là rất vui mừng. Thì sau 50 năm mà dì của tôi đã có thất lạc một đứa em, thì ở đây ông bà cô bác và anh chị em cũng biết đây là do cái hoàn cảnh chiến tranh nó gây ra, nó mới có một cái chuyện mà lưu lạc cái con cháu, cũng như là cái trong chiến tranh thì bà con mình cũng biết
cái chiến tranh thì nó có cái chia ly, mất mát, đau thương. Thì qua 50 năm cũng nhờ là có cái công nghệ thông tin mình hiện đại như hôm nay mà nãy giờ anh Tướng Vĩ đã báo, thì qua thời gian em Sang đã đăng ký và tìm hiểu, đến cuối cùng thì nó là được trùng khớp hôm nay là anh chị em được đoàn tụ như thế này. Thì tôi cũng xin đại diện cho gia đình trước nhất là cảm ơn cái chương trình kết nối yêu thương của anh Tướng Vĩ. Rồi cũng có dịp mai là cái anh Chánh đây thì anh cũng có cái thường xuyên để theo dõi cái chương trình này. Mà nó cũng đã có cái dịp cái này, nếu mà chúng ta nói là hơi tâm linh chút thì chắc cái gì ba bộ ổng bả chỉ dẫn hay sao đó, rồi trúng ngay gia đình mà anh Chánh lại là ảnh theo dõi cái chương trình này nữa. Thì do đó là hôm nay đã chính thức, thì coi như là bên anh chị em bên chúng tôi đó là chính thức nhìn em Sang là em gái, mà lại là một đứa em gái cuối cùng của dì ba chúng tôi sinh ra. Thì coi như hôm nay thì tôi cũng đại diện cho hai gia đình của dì hai và dì ba. Thôi giờ em Sang thì nó có tên rồi, thì thôi mà nó là sinh sao hết, thôi giờ mình đặt nó là Út Sang đi ha. Thì cái cuối cùng thì tôi cũng trước nhất là xin cảm ơn cái chương trình của anh Tướng Vĩ. Và sau cùng á, là cái cũng là trước thềm năm mới, tôi cũng xin đại diện cho gia đình xin chúc cho là bà con, anh chị em, nhất là hai gia đình chúng ta khi nhận được em Sang rồi, và riêng em Sang cùng hai gia đình bạn gì với nhau, chúng ta là đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Thì cuối lời thì tôi cũng xin trước thềm năm mới cũng xin chúc cho hai gia đình và cũng như quý khách luôn vui vẻ, mạnh khỏe và mọi công việc trong gia đình đều suôn sẻ. Thân ái kính chào. Xin chân thành cảm ơn sự phát biểu của anh bé. Và thưa quý vị thân mến, như anh bé cũng vừa trao đổi trên là cái hoàn cảnh chiến tranh thì không ai mong muốn, và chúng ta là những nạn nhân, đúng không anh? Vì vậy cho nên là đã xảy ra những cái cuộc chia ly. Và may mắn thay là có anh Chánh đây là người trong gia đình. Nói như anh bé nói hồi nãy đó, là cũng nhờ ơn trên, cũng như là chắc là mẹ cũng đưa đường dẫn lối cho người trong cuộc nghe được câu chuyện thì mới nhận diện ra. Nên là một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Chánh đã thường theo dõi chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chắc là anh Chánh cũng chia sẻ cái niềm vui hôm nay chút xíu anh ha. Kính thưa bà con cô bác, kính thưa cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, kính thưa chương trình của Tướng Vĩ kết nối yêu thương, thì cũng thông qua cái chương trình của Tướng Vĩ mà tôi theo dõi suốt mấy năm. Nhưng mà trong cái thời gian mà tôi bệnh nằm mà tôi theo dõi, sao nó trùng hợp quá trùng hợp. Tôi nói cái chuyện này nó không ngoài cái sức tưởng tượng được. Thiệt quá trời, Tướng Vĩ ơi, chương trình Tướng Vĩ tôi nó không biết nói làm sao, không biết nói rồi. Nó hay là gì, không biết cách nào nói nữa được hết. Thôi thì tôi cũng có nhiều lời. Vâng. Dạ, cảm ơn anh Chánh nhiều. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho anh Chánh nha. Dạ, xin cảm ơn. Mời mấy anh, mấy chị đó phải có đứa nào. Dạ, và hôm nay đó thì Tuấn Vĩ chỉ là người đứng lên để mà cùng có đôi lời giới thiệu. Nhưng mà trong gia đình mình thì không biết có ai muốn có đôi lời phát biểu cũng như là đôi lời chúc. Thì chúng ta cứ tự nhiên nha. Và chắc là phải nhờ anh Út giới thiệu chứ em đâu có biết tên ai đâu. Trước tiên là chị giới thiệu về mình để cho cô chú anh chị chúng ta được biết về cái vai vế chị ha. Chị thì là chị là chị dâu của ông Sang, chị dạ. Dâu thứ 8. Mà hồi trước kia là anh ông xã chị á là có nói với chị là hô á mình á còn đứa em thất lạc mà bây giờ á không biết ở đâu mà tìm. Rồi
Đêm nào á hả, anh cũng coi, anh coi 1-2 giờ đêm anh coi, cái anh nằm anh khóc. Cái tông mụn đi ra giờ em thấy nó làm sao anh khóc vậy? Cái nó giờ có một đứa em thất lạc mà giờ không biết tìm ở đâu, không biết làm sao nó mà suốt luôn. Rồi cái sau này, cái thời gian sau này á, từ cái ngày mà tìm được sang tới giờ anh không coi chương trình đó nữa luôn. Rồi ác dữ vậy. Anh được em anh coi cái tìm được em rồi không coi nữa. Anh rồi, đâu anh đâu rồi anh hả đâu, hả? Đâu rồi sao vậy? Dạ, dạ sao mà chương trình mà tìm được em rồi không coi nữa? Dạ, anh đứng đây coi, dạ, hồi nữa anh nói cái lý do cho em biết coi. Dạ, thiệt thà dữ vậy. Nói mừng quá rồi, thôi được em mình rồi, mừng rồi. À dạ. Tôi được gặp với em rồi, thỉnh thử em cũng ít coi chứ không phải không coi. Dạ. Rồi vậy thôi, ôm em cái đi. Ôm em đi chụp tấm hình coi, hai anh em ôm nhau chụp tấm hình coi. Dạ. Tuấn Vĩ nói ghẹo cho vui. Thật ra thì cái tâm tư của từ mỗi người mỗi khác. Như anh đây thì là anh cũng muốn theo dõi để xem thử em của mình có kiếm hay không. Sau khi kiếm được em rồi thì đó là cái niềm vui cũng khá là trọn vẹn rồi. Thì nếu có thời gian nữa thì cứ xem tiếp chương trình nha anh nha. Dạ. Dạ. Vậy là chị thấy Tuấn Vĩ là chị coi suốt luôn á. Dạ. Ban đêm là chị không có ngủ được. Dạ. Chị coi suốt luôn, nào hết điện thoại. À vậy là tại không ngủ được mới coi, chứ đâu phải là tại coi rồi không ngủ đâu phải không? Dạ. Đâu có, hồi mới mình coi á, dạ. Coi rồi cái bắt đầu á, qua giấc rồi đâu có ngủ được, cái bắt đầu coi luôn. Dạ. Dạ. Rồi nói chơi cho vui, chúng ta vui vẻ là được rồi. À kính thưa quý vị thân mến, thưa gia đình thân yêu, hôm nay thì với sự đoàn tụ của gia đình, Tuấn Vĩ rất là vui. Qua những lời phát biểu của những người trong gia đình, Tuấn Vĩ cũng cảm thấy rằng là rất là xúc động và thấy ấm cúng cho tình cảm của gia đình. Và giờ đây liên tục chương trình văn nghệ, Tuấn Vĩ xin gửi tới cho quý vị một ca khúc mà trong thời gian qua đã được rất nhiều cô chú, các anh chị chúng ta cùng đã quý mến với ca khúc này. Đó là bài hát Giây Phút Tương Phùng, một bài hát của chương trình Tuấn Vĩ Kính Yêu Thương. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng thưởng thức. Vui lên đi. Tưởng rằng ta chẳng thể được gặp nhau, cùng bơi lìa xa vạn lý nghìn trùng. Gặp lại nhau mà ngỡ là giấc mơ, ôi giấc mơ đẹp như chuyện trong cổ tích. Ngày đoàn viên tay nắm chặt bàn tay, hoa nở vành môi như suối lệ tuôn trào. Từng nhịp tim chan chứa niềm khát khao, hạnh phúc ngọt ngào biển trời bao la tình thương. Ơi, cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bao người đến cùng kết nối yêu thương. Mình cùng nhau quyết tâm chung lòng, giúp cho bao người chữa lành được nỗi đau. Ơi, chúng ta chung lòng giúp nhau lan rộng, sẽ chia ngọt bùi đến cùng kết nối yêu thương. Rồi một mai biết đâu sau này, phút giây tương phùng lại về với ta. Nào cùng nhau ta hãy cùng nâng ly, quên hết sầu bi bao năm tháng mong chờ. Nên trùng xa ta đã về với ta, Tuấn Vĩ vui mừng xin hát tặng bài ca. Quý vị đang nghe ca khúc Giây Phút Tương Phùng, một ca khúc được theo lời yêu cầu của cô chú anh chị. Rất cảm ơn cô chú anh chị chúng ta đã
yêu mến qua ca khúc giây phút tương phùng, một bài hát riêng của chương trình Chính trị Kết nối yêu thương. Còn hôm nay là ngày đoàn viên của gia đình chị Giang. Xin chúc cho gia đình bước sang một năm mới thật an khang, thịnh vượng và làm ăn phát tài. Ngày đoàn viên tay nắm chặt bàn tay, hoa nở vành môi như suối lệ tuôn trào. Từng nhịp tim chan chứa niềm khát khao, hạnh phúc ngọt ngào biển trời bao la tình thương. Ơi, cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bao người đến cùng kết nối yêu thương. Mình cùng nhau quyết tâm chung lòng, giúp cho bao người chữa lành được nỗi đau. Ơi, chúng ta chung lòng giúp nhau lan rộng, sẽ chia ngọt bùi đến cùng kết nối yêu thương. Rồi một mai biết đâu sau này, phút giây tương phùng lại về với ta. Nào cùng nhau ta hãy cùng nâng ly, quên hết sầu bi bao năm tháng mong chờ. Nhìn chung xa ta đã về với ta, tuân vị vui mừng xin hát tặng bài ca. Nhìn chung xa ta đã về với ta, tuân vị vui mừng xin hát tặng bài ca. Chúng xa ta đã về với ta, tuân vị vui mừng xin hát tặng bài ca. Tuấn Vy xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Tuấn Vy thấy có một chị tên là chị Thủy muốn hát song ca với Tuấn Vy một bài. Không biết là chị Thủy đang ngồi vị trí nào ạ? Mời chị Thủy lên sân khấu để chúng ta cùng hát một ca khúc theo lời yêu cầu của chị nha. Hôm nay chúng ta chơi hết mình luôn nha. Xin mời chị Thủy.